Và bây giờ lúc chúng ta sẽ cùng chào đón Top Lemding và Đông Á Thanh Hóa ra sân trong trận đấu bán kết Cúp Quốc gia BBIT năm 2022. Top Lemding Bình Định với trang phục màu xanh lá cây, quần trắng tất trắng, và Đông Á Thanh Hóa với trang phục Gustavo và Đinh Tiến Thành sẽ là bộ đôi trung vệ. Hai tiền vệ trung tâm Hữu Dũng và Lê Phạm Thành Long, cánh phải thuộc về Trịnh Văn Lợi và cánh trái là Lê Quốc Phương. Bộ đôi tấn công là cầu thủ trẻ Thái Sơn và Paulo Pinto. Rất nguy hiểm. Không chiến luôn là một trong những điểm mạnh của các thủ Đông Á Thanh Hóa. Rất tiếc vừa rồi Henrio cánh phải cực kỳ trống trải, nhưng Henrio đã không thể quan sát thấy. Nguy hiểm! Đã có bàn thắng mở tỷ số cho các thủ tốt bên này mình, và người ghi bàn là Rafaelson. Một tình huống tấn công rất hay của đội chủ nhà. Rafaelson có được bàn thắng thứ 6 ở mùa giải này với 5 bàn thắng ở V-League, và đây là bàn thắng đầu tiên ở Cúp Quốc gia. Nụ cười rất tươi, một trong những bàn thắng tương đối dễ dàng, nhưng nó cũng cho thấy được khả năng tấn công biên tốt của Bình Định, quả tạt chất lượng của Đỗ Thanh Thịnh. Và người đã băng vào tiếp ứng là Hồ Tấn Tài. Ý đồ sử dụng đội hình 3-4-1-2 với hai cầu thủ có khả năng tham gia tấn công tốt của huấn luyện viên Đức Thắng đã mang lại hiệu quả có thể nói là tuyệt vời, quả tạt rất chất lượng của Đỗ Thanh Thịnh và nỗ lực tiếp bóng tuyệt vời của Hồ Tấn Tài đã mở ra một cơ hội rõ ràng dành cho Ravanson. Thiếu đi nhân tố tấn công bởi vì cánh phải. Lê Quốc Phương rất lắt léo. Quốc Phương nguy hiểm. Có vẻ như bóng đã chạm tay Trần Đình Trọng. Đã có tiếng còi vang lên và sẽ có quả penalty dành cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Một pha tấn công hay, một tình huống triển khai rất bài bản, rất nhịp nhàng, và các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã có được thêm một chút may mắn khi tình huống dứt điểm từ một cầu thủ tiền đạo bên phía đội bóng áo vàng, bóng đã chạm tay Trần Đình Trọng. Ở trận đấu thuộc V-League, đó là một tình huống chạm tay rõ ràng của trung vệ Trần Đình Trọng. Cánh tay dang rộng và chiếm lợi thế, hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Lần trước Pinto thực hiện cú đặt lòng. Pinto không vào. Bóng bật cột dọc bật ra. Paulo Pinto thay đổi hướng dứt điểm và anh đã không thành công. Trong trận đấu ở V-League thì Pinto thực hiện một cú đặt lòng vào góc trái khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Vừa rồi thì anh lại thực hiện một cú miết lòng trong, đưa trái bóng về phía bên tay phải. Cú đá căng rất nguy hiểm. Không được. Người bỏ lỡ cơ hội là Gustavo, và người cứu thua vẫn là Đặng Văn Lâm. Một tình huống đã được dự báo trước, và trời mưa sân trơn, nó đã khiến cho cú đá của Đàm Tiến Dũng trở nên cực kỳ phức tạp. Rất may là Top Lane Bình Định vẫn còn đó Đặng Văn Lâm. Không hiểu những cầu thủ phòng ngự của Top Lane Bình Định đã đi đâu và làm gì trong những phút đã qua. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống xử lý vụng về của Gustavo đã khiến cho cơ hội của Đông Á Thanh Hóa trôi qua. Và tình huống dứt điểm sau đó, chúng ta cùng xem lại, vẫn là Đặng Văn Lâm phản xạ rất nhanh. Nếu như đây là một trong những cầu thủ khéo léo và có kỹ năng xử lý bằng chân tốt. Hồ Tấn Tài, việt vị mất rồi. Lỗi việt vị đã được trợ lý số 2 đưa ra từ rất sớm. Các bạn thân mến, như vậy là Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai trên sân động Pleiku. Cũng giống như trận đấu ở vòng 26 V-League cách đây ít ngày, Hà Nội lại là đội bóng vươn lên dẫn trước. Rafaelson, Henrio, bóng đã chạm chân Gustavo. Phạt góc dành cho Top Lane Bình Định. Vừa rồi là một pha phối hợp hay giữa Ravanson và Henrio, với một tình huống xử lý rất dẻo. Hồ Tấn Tài, đường truyền hay, Ravanson kịp không? Ravanson
Cú dứt điểm rất bất ngờ của Ravenson, cú lắc phải và sau đó dứt điểm rất nhanh bằng chân phải chân thuận của Ravenson. Nhưng Thanh Diệp vẫn chơi tập trung và đã có phản xạ xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Đây là một trong những tình huống xử lý sở trường của Ravenson, một cầu thủ thường xuyên có những tình huống xử lý cá nhân bất ngờ. Đến của Tô Bình Định vẫn quyết định 2-0, 2-0 một cách dễ dàng cho Tô Bình Định và Ravenson đã ghi bàn. Cú đúp của tiền đạo người Brazil cho Tốp Bình Định ở trận đấu bán kết với Đông Á Thanh Hóa. Lần này là một tình huống băng cắt dứt điểm nhẹ nhàng của Ravenson. Vẫn là một cú đá phạt góc ở cột 1. Và lần này thì Văn Thuận và Ravenson đã tìm thấy nhau. Rất nhiều những tình huống trước đó Tốp Bình Định đã phối hợp không thành công, nhưng với sự kiên trì và những tính toán đến từ huấn luyện viên Đức Thắng thì cuối cùng và áp đặt lối chơi một cách mạch lạc, rõ nét. Ravenson không có quả penalty cho dù Ravenson đã ngã trong vòng cấm của Đông Á Thanh Hóa. Người đã va chạm với Ravenson là Hữu Dũng. Ravenson đã dứt điểm hụt trong pha bóng này, nhưng sau đó bóng bất ngờ đến được với vị trí của anh. Nhưng lúc này khi mà Doãn Ngọc Tân bị chấn thương, rất hay Hà Đức Chinh. Tình huống dứt điểm có thể nói là khá tệ của Hà Đức Chinh. Đầy đủ không gian và thời gian, góc sút rất rộng nhưng Hà Đức Chinh dứt điểm thẳng vào tay của Thanh Diệp. Việc thi đấu quá ít đã khiến cho Hà Đức Chinh mất đi cảm giác bóng và cảm giác ghi bàn. Đường truyền 10 điểm của Henrio, nhưng tình huống dứt điểm này thì không biết là cho Đức Chinh bao nhiêu điểm. Một pha bóng dứt điểm như một đường truyền về cho thủ môn. Cầu thủ này Đình Trọng rất hay. Hồ Tấn Tài. Rất tiếc là Hồ Tấn Tài đã không thể có được bàn thắng thứ 6 của mình ở mùa giải năm nay. Một pha bóng mà người ta cũng không hiểu vì sao Hồ Tấn Tài lại có mặt ở nách trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Tốp Bình Định. Di chuyển rất hay, khống chế bước một hoàn hảo. Ravenson, Henrio, dứt điểm rất căng của Henrio, nhưng rất tiếc là xuống 10 của Tốp Bình Định lại đưa trái bóng đi vọt xa. Một pha bóng mà Henry hoàn toàn có thể làm tốt hơn với những phẩm chất kỹ thuật mà anh đã sở hữu. Đường truyền rất nắn nót của Ravenson, Henry cũng đã. Henry, Ravenson không có biệt vị và Ravenson đã lần thứ 3 thực hiện tình huống dứt điểm là tung lưới khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Cú hat-trick thứ hai ở mùa giải năm nay dành cho chân sút số 9 bên phía đội chủ nhà. Và có vẻ như ngay lập tức huấn luyện viên Đức Thắng đã tính toán đến việc thay đổi người để giữ sức cho trận chung kết, bởi vì bây giờ mọi diễn biến, mọi kết quả đã tương đối rõ ràng. Chiến thắng gần như là nằm chắc trong tay của Tốp Bình Định rồi. Thì có lẽ là bàn thắng sẽ còn đến nữa. Hà Đức Chinh, Đức Chinh tình huống dứt điểm căng nhưng bóng lại không đi trúng khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Hồ Tấn Tài, Henrio, tình huống nghiêng người cứa lòng sở trường của Henrio, nhưng rất tiếc là bóng lại đi vào đúng vị trí mà Thanh Diệp đã chọn. Lẽ ra đó phải là một tình huống cứa lòng về phía góc xa gần với đang là đội bóng. Hà Đức Chinh ghi bàn đi, Hà Đức Chinh. Lần này là một đường truyền kiến tạo cho Henrio. 4-0 một cách dễ dàng dành cho Tốp Bình Định. Hà Đức Chinh đã chơi rất đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà số 18 bên phía Tốp Bình Định hoàn toàn có thể đối mặt với Thanh Diệp và ghi bàn khi mà trước mặt anh là một khung thành rộng mênh mông. Một cú hat-trick của Ravenson.
nguy hiểm. Một tình huống dứt điểm trúng đích của Đàm Tiến Dũng nhưng vẫn không thể vượt qua được sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Thủ môn của đội tuyển quốc gia vẫn cho thấy được sự chắc chắn và vững vàng trong từng khoảnh khắc, từng pha bóng. Cú đá chất lượng của Đàm Tiến Dũng, một cú đá mù trong, bóng đi căng và cũng khá hiểm với độ chính xác cao. Nguy hiểm. Vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa, cho dù pha bóng vừa rồi họ đã có một tình huống phối hợp tốt. Hendrio không việt vị. Bên trong là Mạc Hồng Quân, là Lý Công Hoàng Anh và Hà Đức Trinh. Lần này thì Hà Đức Trinh đã dứt điểm trúng đích nhưng lại chưa đủ khó để có thể có được bàn thắng thứ 5 cho Top Bình Định. Hendrio đã đáp lễ Hà Đức Trinh bằng một đường chuyền rất vừa tầm và tình huống băng lên, bay người đánh đầu cũng là một trong những pha dứt điểm sở trường của Hà Đức Trinh. Hendrio đã quan sát rất kỹ và thực hiện một đường chuyền với ý đồ rõ ràng đưa trái bóng về phía sau. Nỗ lực cuối cùng đến từ Đông Á Thanh Hóa. Và đó cũng là pha bóng cuối cùng trận bán kết giữa Top Bình Định và Đông Á Thanh Hóa. Tỷ số là 4-0 nghiêng về phía đội chủ nhà với một cú hat-trick của Ravenson.